Cùng lên xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng vào mỗi buổi uh, ngày cuối tuần ngày thứ sáu. Và tuần này thì chúng ta sẽ đi phân tích nhận định thị trường tình hình từ tuần từ uh, ngày 13 đến ngày 17 tháng 2. Uh, và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba nội dung chính. Phần thứ nhất thì chúng ta sẽ điểm qua một số các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản uh, từ nhóm cổ phiếu công nghệ viettel thép vật liệu đầu tư công uh, nhóm uh, đầu tư công nhóm dầu khí nhóm banh nhóm chứng khoán à, còn thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành uh, có cái tín hiệu tương đối tốt ví dụ nhóm nhóm ngành thủy sản nhóm ngành điện cao su dệt may uh, nhóm ngành mía đường đó thì một số các cái nhóm ngành phụ thì chúng ta còn thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích ở à, phần thứ hai thì chúng ta cùng nhìn ngắm lại uh, kịch bản phân tích tuần video số 163 trong tuần vừa qua ở trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng và đặc biệt là trong tuần vừa qua thì hùng lê có ra Uh, tiếp một cái bản tin uh, video 163 cộng để phân tích kịch bản tuần uh, trên cái chỉ số uh, index ngày để chúng ta nắm được trong trường hợp ví dụ index nó bị thủng những cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật nào thì nó sẽ báo hiệu thị trường uh, xấu đi và trong trường hợp là index mà chúng ta uh, uh, đóng được ở trên cái chiều nào thì như vậy nó có cái xu hướng tốt lên uh, và phần thứ ba thì cũng sẽ có một vài uh, cái nhận định xu hướng thị trường trong tuần giao dịch tiếp theo Uh, chúng ta sẽ có ba nội dung chính như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào uh, phần thứ nhất là chúng ta sẽ đi view uh, các cái danh mục cổ phiếu khá là cơ bản của chúng ta thì đối với fpt trong tuần trước thì quỹ cơ cấu đó, tuần trước quỹ cơ cấu và tuần này thì FPT vẫn đang giữ được ở khoảng vùng 79.5 đến biên 82 và hiện tại thì nó đang đi ở trong cái biên hẹp này thì khả năng tuần tới nó sẽ tiếp tục đi ngang ở trong biên hẹp trước khi mà nó đi phát hiện phát đi cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Ví dụ trong trường hợp nó break 82 cộng thì đấy là một tín hiệu tốt cho những anh chị em đang cầm. Trong trường hợp nếu như nó bị thủng ở vùng 79.5 thì các tài khoản của chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta chốt bớt. Ở cổ phiếu CMG ở trong ngắn hạn thì chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật 39 đến khoảng vùng 40 và kháng cự ngắn ở đây ở quanh vùng 44 và với xu hướng đi như này thì CMG sẽ đi ở trong cái biên hẹp này. Các anh chị cũng có thể tối ưu ở những cái điểm mua và điểm bán ở trong một cái target ngắn. Ở nhóm ngành Việt theo chúng ta phân tích mã cổ phiếu VGI thì hiện tại là sau cái nhịp mà VGI tiệm cận được vùng kháng cự 23.5 đến vùng 24 thì nó bắt đầu đi vào một cái nhịp chỉnh cung. Uh, trong tuần này thì về ý chủ đạo đi ngang ở biên 20.5 đến biên 21 tích lũy và như vậy với cái khả năng tích lũy chặt và lượng cầu thấp như này thì chúng đang kỳ vọng là uh, nó sẽ có một cái lực phục hồi ở đây và chúng ta có thể gom thêm uh, một số uh, cổ phiếu ở cái vùng hỗ trợ cái tuần này. Uh, tất nhiên cái vùng 19.5 thì vùng 19.5 thì chúng ta chưa tính toán uh, 19 đến 19.5 thì chưa tính toán toán đến tại vì hiện tại là nó đang đi được ở cái biên này nên là chúng ta sẽ gom một ít ở phần này ở trong trường hợp mà vùng này bị phá vỡ thì về đến vùng 19.19.55 chúng ta tiếp tục go và đối với Vgi thì chúng ta cứ túc tác chúng ta nhặt từ từ ờ, mẫu hình này thì chúng ta sẽ không vội vàng ờ, CTR trong tuần thì nó đã tiếp tục bám biên kháng cự trên ở vùng 61 đến khoảng vùng 62 ờ, với tín hiệu đi như này thì chúng ta cứ tạm thời chúng ta cầm giữ ở trong trường hợp mà nó không bị thủng vùng hỗ trợ kỹ thuật 58.5 như vậy là hoàn toàn có thể nắm giữ còn nếu như nó bị vỡ cái vùng 58.5 thì như vậy là chúng ta cần phải xem xét chúng ta chốt lãi nếu như chúng ta đang có lãi hoặc chúng ta bán bớt tỷ trọng cổ phiếu ờ, nhóm ngành thứ ba đó là nhóm ngành thép thì uh, báo cáo quý 4 của thép thì không có gì khởi sắc thì các anh chị em cũng biết rồi nó hiện tại thì nó chỉ có đang uh, có những câu chuyện sóng sánh nó liên quan đến uh, đầu tư công Đó. tất nhiên là cái tỷ trọng nhưng mà nó có phân tích là tỷ trọng thép ở trong đầu tư công nó không có nhiều nhưng mà nó đang hồi phục lên được là nhờ những cái câu chuyện đó thì uh, đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể nhìn thấy là trong cái phân tích kỹ thuật thì có nói đến vùng 20.7 của HPG các anh chị lưu ý đó là biên chặn dưới. Tức là có nghĩa là gì? Trong trường hợp nếu như chúng ta đang cầm vị thế mà hòa phát bị phá vỡ biên 20.7 thì như vậy chúng ta phải căn cứ cả căn cứ tín hiệu đó chúng ta nên chốt bớt. Trong tuần thì có một cây nến đạp mạnh, cây nến này là đạp sàn, uh, thủng vùng 20.7, cây nến liền sau đó thì nó có lấy lại được nhưng đến cây nến các cái nến tích lũy sau đó thì uh, nó thể hiện rằng là cái xu hướng của nó đang bị xấu đi. Phiên ngày hôm nay thì suýt soát là về vùng 20, đó, về vùng 20 các anh chị. Rồi sau đó nó có rút chân nhẹ, tuy nhiên lực rút chân này thì uh, quan điểm kỹ thuật cùng thì nó cũng chưa thực sự là thuyết phục. Uh, và một điều đáng lưu tâm là trong thời điểm hiện tại là tín hiệu đường MACD đang chuyển đỏ. Đó, đó là cái dấu hiệu mà cổ phiếu nó sẽ bị suy yếu. Một là nó đi ngang, hai là nó suy yếu tích lũy. Chính vậy nên là các anh chị lưu tâm. Uh, theo quan điểm của Hùng thì chúng ta nên hạ bớt thị trọng cổ phiếu uh, Cổ phiếu Nam Kim Như vậy là Nam Kim cũng đã đạt mắt target ở khoảng quanh vùng 16 Và tuần này thì nó đang chỉnh cung kỹ thuật về quanh biên 13.4 Đó là cái biên mà chúng ta đã dự báo trên bản tin tuần video số 163 Tất cả các bản tin tuần thì nó sẽ có Nó là cái dòng thời gian và nó sẽ liên tục chảy uh, theo cái mạch như vậy Thì chúng ta sẽ xem bản tin tuần này thì nó sẽ nối tiếp lại uh, Nó kế thừa lại tất cả những cái phân tích của bản tin tuần trước nó nên là là nó nó có cái dòng chảy như vậy. Thì đối với Nam Kim khả năng tuần tới thì nó sẽ có những cái điểm test lại kỹ thuật ở quanh biên 13 13 4 có lực phục hồi nhẹ ở đây. Nhưng uh, theo quan điểm của Hùng Lê thì uh, xu hướng sẽ ở khoảng vùng 12 đến khoảng vùng 12 3, đấy sẽ là vùng tích lũy kỹ thuật của Nam Kim ở trong tuần mới. Uh, cổ phiếu Hoa Sen. <laughs> Hoa Sen thì cũng đã đạt được cái target uh, thiết kế của chúng ta ở đây là 15.5 và hiện tại thì nó đang có một nhịp chỉnh cung. Trong tuần thì Hùng đã có phân tích cái vùng 14, 14, 3 cho các anh chị Và có thời điểm một cây nến thủng 14, 3 và cây nến liền sau đó thì nó lấy lại được Như vậy thì vùng 14 vẫn đang là hỗ trợ tốt của cổ phiếu Ba Sen Khả năng tuần tới thì nó có kéo lên được thì nó sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 15 Và sau đó nó sẽ tiếp tục quay trở lại test cung kỹ thuật ở uh, biên 14 Và sau đó thì đây có cái điểm mút nến này Chính vậy nên là chúng ta phải tính toán ở vùng 13 13 test 13 đến khoảng 13.3, 13.2. Đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu hoa sen ở trong tuần tới. Trong trường hợp nếu như về bản chất ấy, là khi mà nó bị vỡ cái vùng 14 và nó có cây nến xác nhận không lấy lại được vùng 14 thì nên bán. Đó là quan điểm kỹ thuật. Đó. Còn trường hợp một ví dụ nó mất vùng 13 132, ví dụ nó xuất hiện một cái cây nến đó. Ở đây nó xuất hiện một cái cây nến đỏ đặc mà đè như thế này thì như vậy đấy. đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật rất xấu của cổ phiếu Hoa Sen anh chị lưu ý VGS thì hiện tại nó vẫn đang tích lũy được ở trong biên hỗ trợ kỹ thuật tuần đó là vùng 11 4 đến khoảng vùng 12 như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm trong trường hợp nếu nó phá vỡ vùng 11 4 với cây nến đẩy đặc dài thì cũng à, chúng ta cũng sẽ nên chốt bớt hoặc là chốt hết À, TVN trong tuần thì tiếp tục vẫn là biên 5.3 cộng trừ 0.2 à, bám biên này và hiện tại thì vẫn xu hướng như vậy thôi à, Chưa có gì khởi sắc chưa có gì đột biến ở trong thời điểm hiện tại Khi mà lực cầu nó chỉ đạt được khoảng tầm 83 đến khoảng tầm 100.000 cổ phiếu trên một phiên à, TLH ở đây thì nó trong tuần thì TLH cũng đã chỉnh cung kỹ thuật về quanh vùng dự kiến là 6.5 Và hiện tại thì nó đang có một lực hồi nhẹ À, khả năng với lực hồi này thì nó cũng chưa thực sự là thuyết phục. Vì như vậy nên tuần tới nó sẽ tiếp tục quay trở lại à, kiểm tra hỗ trợ kỹ thuật à, 6.5. À, và trường hợp nếu như vùng 6.5 mà không à, không giữ được thì khả năng với cái xu hướng chung của nhóm thép thì nó sẽ về cái vùng sâu hơn và vùng tích lũy kỹ thuật ở khoảng vùng 5.8 đến 6 của cổ phiếu TLH. À, nhóm ngành thứ tư, vật liệu đầu tư công thì cũng có phân tích ba mã cổ phiếu gồm mã cổ phiếu KSB, mã cổ phiếu này thì chuyên cung cấp đá. Và đến thời điểm hiện tại nhìn cái cách đi của KSB như này thì chúng ta cũng có thể có thể dự báo rằng vùng 26 chính là target mắt của KSB đã kéo được ở trong nhịp vừa qua. sau một cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật, như vậy là trong tuần này này thì KSB đây cái, cái 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 nón ở đây các anh chị thì cũng đã có nói đến các anh chị ở đây rồi, đó là vùng 22. Đã có những cái thời điểm KSB bị rơi khỏi vùng 22 và nó cố gắng lấy lại vùng 22. Như vậy là vùng 22 chưa mất tuần này thì 219 tức là nó chỉ bị rơ biên một cái khoảng rất là nhỏ như thế này thì khả năng cái sự phục hồi của nó vẫn là còn có khả năng như vậy thì các anh chị lưu ý là theo quan điểm của Hùng thì chúng ta sẽ chốt lãi bớt đi nó bởi vì KSB chúng ta cũng đã phân tích một cái nhịp tương đối tốt từ vùng 15 16 và lên tận vùng 26 rồi thì chúng ta chủ động chúng ta chốt lãi tuần tới khả năng cao thì nó sẽ quay trở lại vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 để kiểm tra lại biên này <laughs> BCC hiện tại thì uh, tín hiệu tuần khá là tốt trong tuần này thì BCC đã chỉnh cung về vùng 9.6 đến vùng 10 đó là vùng chỉnh cung mục tiêu uh, đang có ba cây nến hồi phiên ngày hôm nay thì lực cầu bắt tương đối là tốt tuy nhiên cái tín hiệu đường mát thì nó vẫn chưa diện nó vẫn chưa có cái tín hiệu đảo chiều uh, chính vậy nên khả năng tuần tới thì cái sự uh, rằng co ở khoảng quanh vùng giá 10 đến khoảng vùng 10.5 là vẫn còn và hiện tại thì chúng ta vẫn đang ngắm target mục tiêu vùng kháng cự 11.8 11.8 đến khoảng biên 12 các anh chị lưu ý cổ phiếu PLC thì trong tuần cũng nó nó cũng đã đi tương đối khá là giống với khá là sát với cái dự báo. Đầu tiên thì PLC trong tuần trước là nó sẽ chỉnh cung về vùng 273 273 mất thì nó sẽ đi về đâu đó khoảng biên hỗ trợ kỹ thuật 24 đến khoảng vùng 24.5. Có lực hồi và nó diện nó hồi đây và nó sẽ quay lại test lại cái biên ở đây gọi là biên kênh xu hướng. Và hiện tại thì PLC vẫn đang nằm trong một xu hướng uptrend. Như vậy là gì? Như vậy là các anh chị đang cầm PLC nếu như không thủng vùng 24, 24.5 cứ cầm Còn trong trường hợp thủng vùng này thì uh, nên bán Và tốt nhất là kiên quyết bán Bởi vì khi mà uh, cổ phiếu mà bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật đó Thì đó là một tín hiệu tương đối xấu của cổ phiếu Các anh chị lưu ý uh, Thứ năm uh, chúng ta phân tích một số các cái mã ngành xây lắp mà Liên quan đến đầu tư công gồm có mã cổ phiếu VCG Thì đối với VCG uh, trong cái kỳ vọng mục tiêu Đó là VCG sẽ Uh, chỉnh cung tích lũy lại Chỉnh cung tích lũy lại ở khoảng Quanh vùng 21 và sau đó Break kéo vượt vùng 22 uh, Thì kịch bản này là kịch bản lạc quan Và kịch bản này thì đã không đến với mã cổ phiếu VCG như vậy hiện tại thì chúng ta Bằng lòng với cái target mark Của VCG đi được ở khoảng quanh vùng 21 Đến khoảng vùng 22 Đấy là target mục tiêu mà chúng ta đã phân tích Ở trong cái nhịp uh, sóng cũ Và hiện tại thì VCG đã chỉnh cung Và điểm chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên mà chúng ta phân tích đó là vùng 19.3, 19.8 ở trong tuần vừa qua thì chúng ta nhìn thấy đây à, VCG liên tục à, nhồi vôn à, qua lại và nó đóng cửa tuần đúng giá 19.3 và với việc đóng như thế này thì à, cái tín hiệu à, không thực sự là lạc quan khi mà tín hiệu đường mà ACD bắt đầu chỉnh đỏ từ tuần giao dịch trước như vậy là gì? Cổ phiếu nó sẽ bắt đầu lình sình, chỉnh giảm như vậy là các anh chị à, bắt đầu à, cái, cái, cái cái pha của VCG nó bắt đầu lình sình và nó bắt đầu chỉnh giảm Khả năng cao thì VCG nhịp này sẽ phải về lại khoảng quanh vùng 17.8 đến khoảng vùng 18 tích lũy trở lại ở điểm này. Thì mới uh, tiếp tục kéo được. Uh, cổ phiếu phê com, uh, đây uh, điểm chỉnh kỹ thuật thứ nhất, phê com hướng về vùng 11, 11.2. Uh, trong tuần thì nó đã liên tục uh, đánh ở trong biên này và cây nến kết tuần thì nó bị mất vùng 11.2 với cây nến đỏ đặc cũng tương đối là xấu. Ờ, với việc mất như thế này thì khả năng tuần tới à, vùng 10 đến khoảng vùng 10.3 Đấy sẽ là một cái target kỹ thuật để à, Vùng hỗ trợ kỹ thuật để giúp cho chúng ta đánh giá thêm cái khả năng tích lũy chịu nền à, Chịu tải của FCN tại vùng hỗ trợ này à, C4G 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 ở đây trong cái phân tích kỹ thuật lồng đang kỳ vọng cái target mục tiêu của nó là lên được vùng 13.3 và trong tuần cũ thì nó chỉ mới lên được suýt soát vùng 13 thôi. Và nó bị mất điểm 12 ở trong tuần giao dịch cũ. Khi mất điểm 12 á, à, cái 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 phân tích kỹ thuật nó là như vậy. Khi mất điểm 12 thì chúng ta sẽ à, phải à, ngắm lại à, cái vùng hỗ trợ tiếp theo của nó sẽ là ở khoảng quanh vùng 10.8 đến vùng 11. Và trong tuần nay thì nó tiếp tục đi và đóng cửa vùng 10.8 ở trên kịch bản à, trên trên trên, trên trạc tuần như vậy là vùng 10.8 vẫn đang tạm thời là vùng hỗ trợ tốt nhưng khả năng với thiên hướng thị trường hiện tại là xấu và tín hiệu đường mã CD như thế này thì như vậy là uh, cổ phiếu này cũng đã bắt đầu có cái sự suy yếu nhất định kể từ ngày. Đó, kể từ ngày mùng 2 mùng 1 tháng 2, đó, kể từ ngày này khi nó bị mất cái vùng 12 rồi thì nó sẽ bước sang một cái diện Một cái pha xu hướng của đường MACD CD uh, chỉnh đỏ, như vậy là uh, linh sinh và khó khăn. Xu hướng tuần tới, khả năng chúng ta sẽ ngắm ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 10 đến khoảng vùng 10.3. Ờ em LCG hiện tại thì LCG chưa xấu và nó vẫn đang là một cái uptrend. điểm chỉnh cung kỹ thuật vùng 1 ở 96 đến vùng 98, khả năng tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục lần thứ hai để check in lại cái vùng này. Và nếu như vùng 955 bị phá vỡ thì chúng ta sẽ có biên chỉnh hai đó là biên 8.5 đến biên 9. Trong trường hợp nếu như nó bị rơi mất biên 9.5, khuyến cáo các anh chị chúng ta nên chốt bớt G36 ở đây phiên ngày hôm nay ở G36 cũng bị rơi. Tất nhiên điểm rơi này của G36 thì nó cũng chưa thực sự xấu. Biên 63 đến biên 65 nó vẫn đang giữ được, chính vậy nên là các anh chị mà đang cầm thì chúng ta cứ tiếp tục cầm. tín hiệu đường mát thì vẫn đang hơi kém này các anh chị. Khi mà đường mát cắm như thế này thì cổ phiếu nó gần như nó rất khó để mà nó bứt phá đi lên. Đó là các anh chị lưu ý. Uh, nhóm ngành thứ sáu chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành dầu khí thì chúng ta sẽ tập trung ở một số các mã cổ phiếu khá là cơ bản như sau. Thì đối với nhóm ngành dầu khí thì chúng ta cần phải theo dõi thêm cái các cái nhịp phục hồi và nhịp đạp của cổ của, của nhóm VKT Hiện tại thì trong tuần vừa qua VKT sau khi mà chạm vùng hỗ trợ 72 5 thì nó đã có một lực bật và lực bật này thì đang tích lũy lại được ở vùng 77.5. À, Tiếp lý thành công thì có thể tuần tới à, nhóm này à, chỉ số VKT có thể à, vượt lên khoảng vùng 82.3. Và về đến đây lại là, là cái vùng kháng cự rồi nên các anh chị lưu ý. À, nếu như cầm P thì chúng ta sẽ tối ưu hóa các cái nhịp ngắn để chúng ta canh, để chúng ta chốt. À, đối với P thì chúng ta sẽ ngắm một số các mã cổ phiếu chủ lực mà ông đã có phân tích trên nhóm Zalo cũng như các cái bản tin tuần. Thứ nhất đó là mã cổ phiếu PLX. Thì uh, trong hai tuần gần đây Pelic đã tích lũy tương đối tốt lại được ở vùng 36 và tuần này thì nó đã đạt được mark target ở 40 trên 40 như vậy là nó cũng gần như nó cũng đã hoàn thành cái target mục tiêu. Ở trong nhịp phân tích cũ đồng thời thì nó cũng có một cái nhịp chỉnh cung này phiên ngày hôm nay là nó nó ba phiên ba uh, phiên hôm nay là nó test cung lại ở khoảng quanh vùng 37 như vậy là nó cũng tương đối là đẹp. Uh, khả năng ở trong ngắn hạn uh, PLX thì vẫn đang nằm ở trong xu hướng uptrend và nó sẽ đi ở biên 36 đến khoảng biên 39 tức là nó sẽ đi sideways ở trên vùng kháng cự đó rồi trước khi mà nó đi như vậy thì nó sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật để nó phát đi các cái tín hiệu tiếp theo mà cổ phiếu thứ hai trong nhóm P đó là mã cổ phiếu PVS thì trong tuần này PVS đã chỉnh cung kỹ thuật về quanh vùng 23 tức là vùng chỉnh cung này là vùng, vùng chỉnh cung dự kiến có một lực kéo tuy nhiên lực kéo này thì nó chưa đủ mạnh như vậy tuần tới khả năng sẽ tiếp tục quay trở lại test cung ở quanh vùng 23 và cái khả năng cao trong nhịp này thì PPS sẽ tiếp tục quay lại ở vùng 21 đến khoảng vùng 21.5 để tích lũy. Đấy sẽ là vùng mà hôm nay đang dự kiến để chúng ta sẽ bắt đầu bắt lại từ đấy. Uh, PVD dự kiến chỉnh cung về kỹ thuật về quanh vùng 18.3 nhưng trong tuần vừa qua thì nó chỉnh cung về quanh 19 và nó kéo lên ba cây nến bốn cây nến kéo lên tương đối là mạnh. cây nến ngày hôm nay là cây nến lấp cáp. Uh, thì khả năng uh, phiên ngày hôm nay lấp gáp với lực cầu tương đối là thấp như vậy là tốt <laughs> Tuần tới thì khả năng là xu hướng ở PVD sẽ quay trở lại vùng chín uh, Còn vùng giá mục tiêu bởi vì nhịp này thì đã chốt lãi được ở quanh vùng 21 rồi Nên là không vội vàng gì cả Chúng ta sẽ chờ những cái vùng giá sâu sâu một tí để chúng ta gom uh, Cũng không vội vàng bởi vì uh, cái tín hiệu kỹ thuật đường CD của nó ở đây nó đang chỉnh đỏ Nên là chúng ta cứ bình tĩnh thôi ở ờ, BSR đây trong ngắn hạn thì chúng ta ngắm vùng kháng cự 17 Biên hỗ trợ kỹ thuật 16, 15.5 đến khoảng vùng 16 Tức là chúng ta tạm thời nếu như các anh chị mà đang cầm con này Thì chúng ta đánh ngắn ở trong biên ngắn như vậy ờ, Tối ưu hóa thôi chứ cũng không còn cách nào cả Bởi vì là một cái sóng dài ở, ở trong thời điểm hiện tại thì nó chưa có Chính vậy nên là chúng ta cứ đánh ngắn ờ, Oi ở đây thì vẫn là biên 8.5 cộng trừ 0.2 Khả năng trong tuần tới thì Oi sẽ tiếp tục uh, xu hướng đi ngang Ở biên 8.5 biên 9 À ờ, như vậy có thể đặt giá sâu sâu, chúng ta có thể đặt mua ở vùng 8.6 lên đến khoảng vùng 9 thì chúng ta bán, lướt lát được khoảng tầm độ 0.4 mà chia cho 8.6 thử xem nào. Đâu đó lướt lát được khoảng tầm độ 4%, 4 phần 5, 4 đến 5% trong một nhịp ngắn, như vậy là cũng tạm tạm ổn thôi. rồi ở bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích sang nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán thì các anh chị lưu ý trong một tuần vừa qua theo thông tin bên lề thì nó liên quan đến câu chuyện về trái phiếu à, đó là một câu chuyện rất nóng của thị trường trong thời gian vừa qua và đến thời điểm hiện tại thì à, với sự thống nhất của ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại cổ phần à, với những cái trái phiếu à, đến hạn thì à, ngân hàng sẽ đứng ra để à, lấy cái tài sản của người dân à, trong trường hợp nếu như đàm phán không kéo dài được cái thời hạn thì có thể lấy cái tài sản đảm bảo đó để cho người dân có thể rút tiền vay lại ở trên cái những cái danh mục uh, chúng ta đang có uh, với cái câu chuyện như vậy thì uh, chúng ta sẽ giảm được cái giảm tải được cái áp lực của quả vong bóng uh, trái phiếu uh, trái phiếu về 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 trái phiếu đó chính vì vậy thì nó sẽ giảm được những cái tác động tiêu cực lên thị trường chứng khoán trong ngắn hạn thì đấy là một cái tin rất là tốt Uh, và khi mà khi mà nhóm cổ phiếu banh mà phải làm cái việc đó thì đương nhiên nó cần phải trích lập một cái khoản dự phòng rất là lớn một khoản dự phòng rất là lớn tương đương với những gì mà banh phải chi tiền ra để mà đối ứng cái phần trái phiếu và chính vì như vậy nên là cái lợi nhuận của nhóm banh khả năng ở trong năm 2022 sẽ giảm mạnh sẽ giảm mạnh bởi vì khi mà trích lập dự phòng càng lớn thì cái bút toán lợi nhuận của nó sẽ càng càng bị co hẹp đi chính vậy nên là chúng ta sẽ lưu ý đến nhóm banh của trong năm 2023 và đặc biệt là nhóm banh đã tăng trưởng từ ngày mùng 10 từ ngày 13 tháng 10 các anh chị từ ngày 13 tháng 10 là chúng ta đã phân bắt đầu phân tích một cái nhịp tăng của uh, cổ phiếu banh và đến thời điểm hiện tại thì nó đã dựng được một cái uptrend tương đối đẹp Dựng được một uptrend tương đối đẹp đây các anh chị Từ ngày mùng 10 <laughs> 13 tháng 10 Đấy 13 tháng 10 chỉ phát đúng 13 tháng 10 luôn Tại thời điểm này Là đồng loạt cũng đã phân tích một cái nhóm Một cái uptrend của banh Và từ vùng ví dụ như Việt Công Banh Từ vùng 68.5 và hiện tại bây giờ 95 Đâu đó nó cũng chạy được khoảng tầm độ 30% chứ các anh chị Switch soát 30% 30% rồi À xin lỗi cả nhà 50% Đấy, nó đã chạy được 50% rồi nên trong thời điểm hiện tại khi đã uh, biên lợi nhuận của nhóm ngành ngân hàng đã đạt được khoảng từ 40 đến 50% thì những tài khoản lớn, tay to họ sẽ chốt, họ sẽ chốt lãi nên ở trong giai đoạn hiện tại là giai đoạn hết sức nhạy cảm của nhóm banh. các anh chị lưu ý. Ai có hàng thì chúng ta nên à hiện từ khóa nên chốt lãi và nên uh, căn cứ các cái biên cuối cùng để mà chúng ta ờ uh, Giữ lại các anh chị nhá <laughs> Thì đối với Việt Công Banh ở trong tuần vừa qua Dự kiến uh, đối với Việt Công Banh các anh chị lưu ý này Vùng 90 mà không thủng thì khả năng là nhóm banh sẽ vẫn còn nhì nhàng Còn trong trường hợp nếu như Việt Công Banh bị mất vùng 90 Bởi vì trong thời điểm hiện tại là nó đang kéo Việt Công Banh Nó đang kéo đi kéo lại Đấy nó kéo cưa đấy các anh chị này Nó kéo cưa quanh vùng 92 Để làm gì? Để có thể nó sẽ phân phối banh Đó và sau khi nó <laughs> phân phối một cái lượng Đạt được mức lượng nào đó Thì có thể cái đó Việt Công Banh sẽ bị mất đà. Ở à, ngắn hạn thì các anh chị có thể ngắm Vietcombank ở hỗ trợ 90 và khả năng thì nó còn còn kéo nhìn nhàng lên được một cây nến đâu đó vượt lại vùng 95 và xa hơn có thể là lên cán vùng 100. Ở à, BIDV Ở <laughs> à, BIDV ở đây như vậy là chúng ta đã xây được cái target của BIDV ở 44 vượt kỳ vọng đúng không? Và đang có thể có kéo lên vùng 48. Tuy nhiên để kéo lên được vùng 48 thì các anh chị nhớ cái vùng chốt chặn 41.5 ở đây, khả năng tuần tới thì uh, uh, bit sẽ quay trở lại vùng 41.5, nó có một cái lực kéo lo nhẹ ở đây, đúng không ạ? Có một cái lực kéo lo nhẹ trong tuần vừa qua. Tuy nhiên cái lực kéo này thì nó cũng chỉ chạm được đến cái vùng kháng cự trong tuần trước thôi, đó, nó chạm được cái vùng kháng cự cái này ở vùng 45 và sau đó thì nó mới bắt đầu cây đến ngày hôm nay, cây đến kết tuần thì bidv bị bán tương đối mạnh. Và một điểm đáng lưu ý là gì? À, BIDV cũng bắt đầu chuyển từ đường mã CD xanh sang mã đỏ. Như vậy là à, nó bị xấu đi. Tức là bị ốm yếu đi đó các anh chị. Nôm na mình hiểu như vậy thôi. Công thương cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong tuần trước thì công thương ở đây phiên giao dịch của ngày bao nhiêu ạ? Phiên giao dịch ngày 31 tháng 1 thì công thương đã bắt đầu có cái sự suy yếu và kể từ đó thì bây giờ nó cũng đang có những cái lực sóng hồi. Uh, tuần này và và tuần uh, tuần này thì dự kiến là công thương sẽ quay trở lại đây. Khả năng biên 27.5 biên 28 sẽ quay trở lại test. Và các anh chị lưu ý là theo quan điểm kỹ thuật của hùng thì khi mà công thương bị uh, phá vỡ vùng 29. Và sau đó nó có một cây nến xác nhận mà nó 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 không lấy lại được vùng 29 thì chúng ta nên bán chặn lãi. ở vùng 29 các anh chị lưu ý bởi vì là banh nó đã tăng rất là tốt rồi công thương nó cũng tăng được từ vùng 22 lên tận vùng 29 rồi đấy cũng là suy soát là 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 40 đến 40 phần trăm rồi hơn 40 phần trăm rồi các anh chị <laughs> Bit công thương vi banh <laughs> vi banh gây đến ngày hôm nay là xấu Các anh chị đó thì nó đơn giản như vậy thôi trong tuần trong bản tin tuần video số 100 60 thì chúng ta đưa target mục tiêu của VBank lên vùng 20 và nó đạt được vùng 20 Sau đó ta bản tin tuần 162 thì chúng ta hạ độ cao của nó về vùng 19.3 Khi mất 19.3 thì như vậy là chúng ta phải ngắm về đến vùng 17.8 đến vùng 18 Trong bản tin tuần video số 163 và đến tuần này video số 164 Khi nó bị mất vùng 17.8 thì chúng ta sẽ ngắm về vùng 17 Và mất vùng 17 thì như vậy là vùng 16.5 Uh, tạm thời thì như vậy là xu hướng của Vbank uh, đang bị yếu đi và tín hiệu đường MACD đang rất là xấu, anh chị lưu ý. MBB, như vậy là MBB uh, cũng đã đạt được uh, cái mức target của nó ở khoảng quanh vùng 20 20.5 thôi. Ở trong ngắn hạn thì MBB đang uh, có một cái nhịp chỉnh cung và nhịp này thì đương nhiên là MBB thì nhìn về 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 góc độ thì nó cũng chưa chưa xấu hẳn. Khi mà nó vẫn đang giữ được ở vùng 17 8 đến khoảng vùng 18 Trong trường hợp anh chị lưu ý nếu như trong trường hợp mà MBP bị phá vùng đó Thì chúng ta nên bán Bởi vì khi mà bị phá vùng này thì khả năng MBB sẽ có một cái nhịp đạp Tương đối sâu ở phía sau này Nên chúng ta lưu ý như vậy Techcombank thì uh, tuần này đã test về vùng 27 Nhưng khả năng vùng 27 tuần tới khó giữ Uh, xu hướng sẽ quay trở lại vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 tiếp tục đánh giá. TPBank, TPBank tín hiệu trong tuần rất là đẹp và cuối kết tuần thì nó bắt đầu gì ạ, nó bắt đầu có một cái sự chỉnh giảm ở đây. Như vậy thì hai lần, <laughs> hai lần uh, TPBank công vùng kháng cự 25 không thành, đây cũng là một cái tín hiệu rất là tốt để giúp cho chúng ta uh, có cái cơ hội thu gom quay trở lại đối với mã cổ phiếu này. Uh, tuần tới thì sẽ ở khoảng vùng 23, 23, 2 đấy là vùng gom thứ nhất, vùng gom thứ hai đó là ở khoảng vùng 22, 22 5 và vùng gom thứ ba ở đây thì chúng ta đã đặt sẵn đây này, đó là nó khoảng quanh vùng 20, 5 uh, TP này con này nó đánh một nhịp đâu đó khoảng tầm độ 10-15% rất là nhanh, ok, lướt lát được. <laughs> Ở cổ phiếu VIB trong tuần thì VIB đã đạt được cái target mục tiêu ở khoảng quanh vùng 23.2 và nó quay trở lại test lại cung ở vùng 23 23.2. hai. nhịp test cung này nó bị thất bại. Khi thất bại ở vùng này thì nó sẽ hạ độ cao về vùng 21 và phiên ngày hôm nay là một phiên lực bán tương đối gập, gãy gập của cổ phiếu VIB. Chính vậy như vậy sang tuần tới thì khả năng là VIB sẽ quay trở lại về vùng 19 19.3. Đây là vùng gom mục tiêu thứ nhất, vùng gom mục tiêu thứ hai ở quanh vùng 18 và vùng gom mục tiêu thứ ba nếu có nếu có ở thì nó sẽ ở khoảng về vùng 16.5 bởi vì sao bởi vì nhịp này là banh đang bị chốt chính vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ không thể biết được là khi nào nó sẽ chốt xong à, khi nào nó sẽ chốt xong nên là chúng ta cứ bình tĩnh từ từ và các cái nhịp bắt đáy là chúng ta sẽ bắt tại những vùng hỗ trợ kỹ thuật và không bắt một cách vu vơ anh chị lưu ý như vậy STB cây nến ngày hôm nay, uh, cây nến ngày hôm nay cũng là xấu đối với mã cổ phiếu STB. Thì uh, trong tuần trước thì cũng đã có lưu tâm đến với các anh chị đó là biên chặn lãi ở biên 24 24.5 và tuần này thì nó đã chính thức bị mất vùng 24. Ba cây nến uh, rất là 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 bị bán mạnh ở đây, các anh chị ba cây nến bị bán mạnh ở đây. Đó. Thì tín hiệu đầu tiên đó là mất vùng 26 thì báo hiệu đấy là tín hiệu xấu. Tiếp theo mất vùng 24.5 báo hiệu tín hiệu xấu thứ hai và gần như khi chỉ số này bị mất vùng 24.5 thì đấy là có thể gọi là dấu kết thúc của cái nhịp tăng trưởng của STB, như vậy có thể uh, STB cũng đã uh, hình thành một cái nhịp tăng tại vùng 15 và chúng ta phân tích lên được đến vùng 27. Tức là nó cộng thêm uh, 12.000, 12 trên vùng 2 12.000 trên uh, cứ cho đi là 15 đi, như vậy là nó cũng đã đạt được cái tỷ suất lợi nhuận trên 40% và tay to người ta sẵn sàng người ta chốt. Và chốt ác liệt đấy các anh chị nhá, chốt kịch liệt đấy nhá. Như vậy là tuần tới thì STB sẽ ngắm lại ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 22 và thậm chí là vùng 21, đó là hai vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta lưu tâm. Uh, SHB. <laughs> SHB ở trong thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều cái yếu tố đột biến, tuần này thì nó chưa thực sự là xấu. Mặc dù nó đã bắt đầu đi vào một cái nhịp chỉnh cung ở đây. Đó tín hiệu đường mát thì đang cắm đầu đi xuống rồi. À, vùng 10 và khả năng tuần tới thì nó sẽ nằm ở khoảng vùng 9.5 đến vùng 9.7. bảy à, Liên Việt Post Bank ở trong thời điểm hiện tại thì Liên Việt Post Bank cũng chưa xấu và biên chặn lãi của chúng ta vẫn là biên 13 13 3 vẫn đang giữ được. À, nó chạm về đây và nó có hỗ trợ kỹ thuật à, nó có hồi lên đây. Như vậy nếu như hồi lên được khoảng vùng 14 7 15 thì các anh chị chúng ta nên canh chốt bởi vì à, khả năng nhìn chung chung là nhóm banh bắt đầu có xu hướng bị đuối cá chuối rồi. Ok. À, rồi, à, bây giờ nhóm ngành thứ 8 chúng ta sẽ phân tích sang nhóm ngành chứng khoán. Thì à, trong bản tin tuần video số 163 thì cũng đã có nói với các anh chị rồi, nhóm ngành chứng khoán bắt đầu có sự suy yếu. Và 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 cái sự suy yếu đó à, thì nó đâu đó nó chỉ có những cái lực phục hồi mang tính chất kỹ thuật và sau đó thì nó sẽ đi <laughs> quay trở lại test cung kỹ thuật về những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật then chốt của nó thì khả năng đối với mã cổ phiếu vci thì ông chỉ nhìn một số các cái tín hiệu thôi thì ví dụ như là đường mà acd mà cắm như thế này thì gần như là cổ phiếu không tăng được nó chỉ có đi ngang tích lũy hoặc cùng lắm thì à, à nó chỉ giảm giá còn nếu nó khỏe khoắn thì nó đi ngang tích lũy mà thôi đó vậy thì như vậy là vci khả năng là À, với một cái thiên hướng kỹ thuật thị trường không thực sự lạc quan thì khả năng tuần tới VCA sẽ quay trở lại à, vùng giá hỗ trợ kỹ thuật mục tiêu ở quanh vùng 25 <laughs> HCM sẽ quay trở về đâu HCM sẽ quay trở lại biên chặn 23 các anh chị lưu ý à, trong tuần thì HCM đã có một cây nến thọc về vùng 23 nhưng sau đó nó rút chân lên được và đồng thời thì À, cái biên mục tiêu đó nó lại chạm lại cái biên kháng cự đây, đó chính là vùng à, 24 24.4. À với thiên hướng kỹ thuật như thế này thì tuần tới các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ có cái điểm à, trả cung kỹ thuật test lại ở vùng 23. Trong trường hợp nếu như vùng 23 bị phá vỡ và sau đó nó có cây nến xác nhận không lấy lại được vùng 23 thì đấy sẽ là một cái tín hiệu à, tương đối xấu của cổ phiếu HCM và chúng ta nên chốt bớt À, đối với SSI thì uh, như vậy là trong tuần thì SSI cũng đã chỉnh cung về vùng giá mục tiêu quanh vùng 19 Nhưng khả năng vùng 19 này thì nó cũng sẽ uh, không giữ được Và cái biên hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn mà chúng ta cần phải tính toán đối với cổ phiếu SSI Ở trong tuần tới đó là khoảng biên 18 đến khoảng biên 18.5 Khả năng về đến đây thì nó sẽ có lực phục hồi kỹ thuật rồi nó sẽ đi sideways Và trong trường hợp uh, trong các cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta sẽ tiếp tục để đánh giá <laughs> VND Uh, VND như vậy là VND chỉ đạt được uh, cái target 17 thôi và tín hiệu kỹ thuật của VND bắt đầu có cái sự gì ạ? suy yếu. À uh, về cái sự suy yếu này thì chúng ta thấy rồi, thấy rất là rõ rồi là trong tuần thì VND đã bị mất vùng 14.5 và hiện tại thì uh, cây đến cái tuần đang về vùng 14. À uh, trong trường hợp nếu bị thủng vùng 14 thì uh, tuần tới uh, nếu mà ngắm sơ bộ về VND thì khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 13 đến khoảng ba hai <laughs> Về đến đây sẽ có một cái lực uh, tích lũy uh, trở lại đây Và trước khi nó hình thành các tín hiệu kỹ thuật tiếp theo <laughs> Cổ phiếu SHS SHS trong tuần cũng không thể vượt thoát được vùng 10.3, 10.5 Thì nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên sẽ là vùng 9 uh, Vùng 9 bị mất Như vậy thì uh, sẽ ngắm ở đây thôi Vùng 8 đến khoảng vùng 8.3 Tuần tới sẽ tập trung để đánh giá thêm cái vùng này uh, Trong trường hợp và bị mất vùng 8.3 thì như vậy là chúng ta phải uh, chuẩn bị một cái kịch bản nó sâu hơn xấu hơn Ok anh chị nó về đến đây đó thì uh, vùng 8.3 à vùng 8 sẽ là vùng kết quyết định cái thiên hướng kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu này <laughs> Uh, CTS CTS thì theo như khả quan của Hùng Lê khi mà nó bị mất mặc dù hiện tại bây giờ nó đang tích lũy khi mà nó bị mất vùng 14 thì nó phải uh, quay trở lại vùng 12 12 3 Đấy, về đến cái vùng này tích lũy này rồi khi đó tính tiếp MBS à, MBS bắt đầu có xu hướng bị mất biên 14 và khi nó bị mất biên 14 bốn, uh, thì khả năng cao ở đây thì nó sẽ đi về lại quanh vùng 12 đến vùng 12.5 nó cũng hoàn toàn tương tự như con MBS nó khá là đồng 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 điệu về trang kỹ thuật. VX à, VX ở đây như vậy là với cái phiên ngày hôm nay Ok bị mất vùng 7.2 rồi à, và như vậy vùng giá mục tiêu khả năng là tuần tới sẽ ngắm về được vùng giá mục tiêu của chúng ta ở đây đó là khoảng vùng 6.85 sau đó thì biên ở đây có thể ngắm được ngắm đến đó là biên uh, bao nhiêu data 6.3 đến khoảng vùng 6.5 đấy sẽ là vùng giá mục tiêu của VX thu âm ở trong tuần tới. Rồi, uh, bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích uh, thêm một nhanh một số các cái nhóm ngành khác các anh chị uh, dùng, uh, đang có tín hiệu giảm uh, uh, tiền khá là tốt và nhóm ngành này thì cũng đã có liên tục phân tích đối với các anh chị ở uh, trong nhóm. Ví dụ như mã cổ phiếu ANV Thì uh, đơn giản như vậy thôi à, uh, 163 đúng không nhóm thủy sản thì à, uh, uh, đâu nhỉ ngày hôm qua đây nhóm thủy sản uh, nhóm thủy sản thì uh, lúc đó nó khoảng tầm độ 9 giờ 27 phút thì cũng cập nhật nhóm dệt may và nhóm dệt may cuối phiên ngày hôm qua thì cũng đã tăng rất là tốt có cổ phiếu TNG và VGT và sau đó thì cũng có khuyến nghị đối với nhóm ngành thủy sản thì các anh chị đang cầm nhóm này chú ý hiện tại nó đang tích lũy nền rất là tốt ai cầm chủ động ăn thêm theo các phân tích trên bản tin tuần video số 163 9 giờ 27 phút lúc đó nhóm thủy sản đang rất chập chờn và đến phiên chiều thì gần như nhóm thủy sản đã xanh tím cả dòng và nó tiếp đà cho phiên giao dịch ngày hôm nay thì đấy là những cái giá trị mà khi mà các anh chị về với team của ông Lê thì các anh chị sẽ liên tục nhận được các cái phân tích khuyến nghị À, tương đối là trực tuyến à, để chúng ta ví dụ nhóm cao su à, trong thời điểm hiện tại thì khuyến nghị các anh chị đá dri và drc đấy là hai cái mã chủ lực ví dụ như vậy à, có thêm cả gvr nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích tiếp thì ngày hôm nay đây các anh chị đó trong phiên ngày hôm qua thì à, anv đang rất chập chờn và cuối phiên thì nó có một cây nến tăng kịch trần và phiên ngày hôm nay thì anv bắt đầu tiếp tục đẩy à, một cái lực cầu đang tương đối là tốt lực cầu này là cực đẹp đó các anh chị này đó lực cầu này cực kỳ đẹp đó nên là thủy sản nam Việt đứng trước ngưỡng cửa break vùng 35 để hướng về target mục tiêu. Khả năng tuần này có thể hoàn toàn có thể nâng target mục tiêu lên được rồi. Bởi vì với một cái lực cầu mà nó đánh như thế này thì cái 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 khả năng mà nó lên được khoảng vùng 40 đến khoảng vùng 41 là rất là cao mã cổ phiếu thứ hai nhóm ngành thủy sản và mã cổ phiếu IDI liên tục mà chúng ta có phân tích ở trong cái thời gian vừa qua thì đối với IDI trong trong điểm chỉnh cung tuần thì IDI đã về vùng 11 rất đẹp đó, nó bám biên 11 6, anh chị và trong phiên ngày hôm qua thì nó đã break lại vùng 12.5 phiên ngày hôm nay còn nhả cung một tí đẹp à, như vậy với điểm nhả cung này thì tuần tới các anh chị à, khả năng thôi bởi vì thiên hướng thị trường trong thời điểm hiện tại là hơi xấu Mặc dù nhóm ngành khỏe nhưng thị trường xấu thì cổ phiếu nó cũng sẽ rất là khó lên nên là à, tuần tới thì khả năng nếu như chúng ta đang cầm IDI thì chúng ta có thể canh lại ở khoảng quanh vùng 122. 12 đến khoảng vùng 122 và cái cái vùng cái cái vùng kháng cự mục tiêu ở đây này vẫn đang là vùng 14, đó, 14. 14. 14. Và khi nào mà nó ông ông ông, ông, ông nhảy được qua vùng 14 này thì khi đó là chúng ta sẽ à, tính toán tiếp đối với IDI ISM Cặp đôi với IDI thì chúng ta cũng thấy rằng là hiện tại thì nó đang tích lũy ở vùng 8.3 đến khoảng 8.6 đang rất là tích cực Và đây là những cái cơ sở rất là quan trọng để cho ASM tiếp tục quay trở lại vùng giá mục tiêu Chúng ta đã phân tích đó là 9.7 đến khoảng vùng 10 Đó cái cản 9.7 đến 10 ở đây các anh chị 9.7 đến vùng 10 Uh, báo cáo với các anh chị là em là dân kiến trúc, dân xây dựng nên là vẽ rất là đẹp. Em uh, tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khóa 2003 2008 và dòng đời xô đẩy uh, vì cái sự đam mê trên thị trường chứng khoán. Uh, và từ năm 2010 thì uh, vừa làm xây dựng uh, vừa oánh chứng khoán và đến bây giờ thì uh, gần như là chỉ có oánh chứng khoán thôi chứ cũng không bỏ hết nghề rồi nhưng mà nghề vẽ vẫn là một cái nghề đam mê AutoCAD vẫn vẽ tốt các anh chị có thiết kế nhà cửa các thứ làm ngon ngon lành <laughs> rồi asm ở đây thì chúng ta cũng như vậy thôi cây đến ngày hôm nay của asm chỉnh uh, gọi là test lại cung thì ở đây là asm cũng đang có một hình thành một cái cái biên tích lũy đây các anh chị này thì chúng ta uh, tận dụng những cái cái điểm uh, điểm hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta mua hạn chế mua những cái phiên uh, những cái điểm mà khi cổ phiếu đã bị uh, đẩy xanh À, trong cái giai đoạn hiện tại chúng ta mua hỗ trợ thì gần như chúng ta có ăn <laughs> không ăn ít thì ăn nhiều nhưng mà chúng ta mà uh, mua ở vùng kháng cự là chúng ta chỉ đứt thôi ACL thì rất là đẹp phiên ngày hôm nay là phiên mà ACL đã bứt được cản 12.8 đó vậy thì gì ở những cái vùng mà chúng ta gom này quanh vùng 11 11 2 11 5 đó lanh quanh bây giờ 12 8 ngon rồi và ACL một khi mà nó đánh thì nó đánh rất là sốc nhá đấy cái trend kỹ thuật của ACL khi đây nó vươn trend đây các anh chị và cái đoạn này nó cũng đang như vậy nó đang có những cái 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 cái, cái, cái gọi là cái mầm mống đầu tiên để mà nó vươn trend tính vậy nên ông đã bắt đầu phân tích mã cổ phiếu ACL và cái con CMX tuần này thì chúng ta sẽ phải lưu tâm thêm con CMX mặc dù hiện tại là CMX đã có một cái lực bật tương đối tốt rồi tuy nhiên nếu như chúng ta xét ở trong một cái tổng quan thì cái dư địa để CMX hoàn toàn có thể tăng tiếp được rất là cao từ vùng 8 mà nó đánh lên tận vùng 20 các anh chị như vậy target trước mắt của CMX vẫn đang còn chính vì đang còn nên là chúng ta vẫn có quyền để theo đuổi và hôm nay là một cái phiên mà nó tăng rồi nó nhả gáp ở trên này như vậy tuần tới nếu đẹp á, nếu đẹp mà nó đạp được về các anh chị lưu ý nếu như CMX mà đạp được về khoảng quanh vùng 9 đi Quanh vùng 9 thì chúng ta vào nháp một tí và cũng có thể vì thị trường xấu nên nó cái hoàn toàn cái câu chuyện nó test lại vùng 8 là 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 có nên là đấy sẽ là những cái thời điểm mà uh, chúng ta mục tiêu quanh để chúng ta canh để chúng ta uh, canh gom thêm. Như vậy là nhóm ngành thủy sản đang khá là ok. Nhóm ngành điện thì hùng đã có phân tích cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản. Ví dụ như là PC1 thì PC1 tuần vừa qua nó chỉnh cung về vùng 23.5 vùng 24. Mục tiêu thì nó vẫn sẽ tiếp tục công lại đây là vùng kháng cự 26.5 đến khoảng vùng 27 tín hiệu kỹ thuật khá là tốt và tuần tới thì khả năng cái target mục tiêu sẽ hoàn thành. À, cổ phiếu GEG -E cũng là một mã cổ phiếu rất là hay của nhóm ngành điện hiện tại thì nó cũng đang chỉnh cung tích lũy trở lại à, sau một cái nhịp kéo đầu tiên nó về vùng 17 nó chỉnh cung và ở đây này nó có hỗ trợ kỹ thuật ở đây là quanh vùng 14 à, tuần này à, các anh chị có thể Uh, ke đây này cái điểm thấp thấp nhất đây là bao nhiêu 14.2 đó vậy thì 14.2 14.5 cái cách là như vậy thôi chúng ta không thể là một người hoàn hảo các anh chị không ai có thể biết được chính xác nó là nó là bao nhiêu hết và chúng ta nhìn nhận ở trên những cái góc độ trên những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta dò ra được những cái vùng giá mà chúng ta có thể có thêm như vậy đối với GEG tuần tới đó 14 14 2 14 4 Uh, gách thì đang uh, tích lũy nhỉ. Gách uh, đang đi ngang siết chặt. Đó, vậy thì với cái cách siết như vậy á thì chúng ta sẽ ngắm như thế nào? Uh, ít nhất là chúng ta mua này. Uh, chúng ta đặt cái cây nến vào đây. Như vậy là vùng 13.5, 13.5 mà tôi có thể vào một ít hàng. Rồi, sau đó thì uh, có thể là vùng 13 tôi vào một ít hàng và có thể là vùng 12.5. Đấy, 12.5. Đấy, cái cách cái cách là như vậy các anh chị nhé, Đó thì chúng ta không thể là 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 chính xác tuyệt đối nhưng ít nhất là chúng ta đã uh, đưa ra được các cái vùng giá kỹ thuật mà chúng ta có thể mua chứ chúng ta không mua một cách phu vơ ví dụ như 15 <laughs> uh, bắt 15 rồi 15.5 15.5 rồi thì chúng ta sẽ không mua ở mốc 14 mà chúng ta phải chờ về mốc 13 chúng ta mua ví dụ như thế <laughs> đấy là cái 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 kỷ luật ở trong đầu tư à, <laughs> uh, POV kép ở đây POV kép ở đây như vậy là gì hai tuần nay POV kép đánh cản 2.5 chưa đánh được và vùng 12 vẫn đang là hỗ trợ à, Tuy nhiên có một cái điểm đáng lưu ý trong thời điểm tại là đường mát đang bị xấu đi và khi đường mát đang bị xấu đi như vậy thì cổ phiếu nó sẽ cái xu hướng kỹ thuật là nó sẽ chưa thể đánh chưa thể đánh bật được đâu và cái thiên hướng kỹ thuật là nó sẽ gì ạ tiếp tục test cung Đó, à, tiếp tục test lại vùng 10 đây là 11 8 này 11 8 đến 12 trong trường hợp nếu thủng vùng 11 8 thì phải tính sâu sâu ở dưới này tí này là vùng 11 mấy đây này 11 4 13 11, 11 4 gì đó À, nhóm cao su, uh, cao su chúng ta có GVR các anh chị, GVR đang uh, cũng đang tương đối là hay. Uh, sau khi mà nó đạt được target mục tiêu 17 ở đây, nó đang chỉnh cung và điểm chỉnh cung này đầu tiên nó chỉnh về uh, biên ở đây là bao nhiêu ta? Biên 15. Nhưng mà với thị trường chung nó đang xấu, đường MAC đang cắm xuống nên uh, cái điểm chỉnh cung thứ hai mà chúng ta phải tính toán đến ở trong tuần tới đó là 13.5 đến bên 14, khả năng là sẽ về đến đây rồi em mới em này em mới tích lũy trở lại được. Và nếu nhìn nhìn trong một cái đại cục thì GVR hiện tại sau một cái nhịp tăng đây các anh chị, nó có một cái sự đối ứng ở đây và đây sẽ là những cái thời điểm rất là quan trọng để chúng ta dò dần vùng giá mục tiêu để chúng ta đánh dần trend kỹ thuật của GVR. DRC cũng đang khá là ổn theo quan điểm của như vậy. Uh, biên hỗ trợ 21.5 đến biên 22 Tương đối là tốt và kỳ vọng ở trong tuần tới thì nó sẽ tiếp tục uh, tích lũy ở biên này uh, Tích lũy ở biên này thành công và nó chờ đợi cái xu hướng của thị trường Hiện tại thì thị trường của chúng ta đang hơi hơi đuối đó các anh chị Hơi đuối con cá chuối nên là uh, Phần đa thì nhà đầu tư sẽ muốn bán cổ phiếu đi uh, Tuy nhiên khi mà chúng ta đã nắm được những cái mã cổ phiếu mà nó có Bắt đầu vào uptrend hoặc là những cái trend kỹ thuật tăng dài ở trên trend tuần Thì như vậy chúng ta cứ túc tác để chúng ta chuyển động ở à DRI, xem nào DRI, à DRI hôm nay lấp về 8 Anh con DRI này cũng đang rất là hay <laughs> đó, Trong tuần thì cũng đã có tập trung để thu gom ở quanh vùng 7, 7.2, 7.3, 7.5 à, Đấy là những cái vùng giá mục tiêu để chúng ta thu gom Tín hiệu đường Bắc đang khá là ổn, khiến ngày hôm nay lấp gáp, khả năng tuần tới thì nó cũng sẽ lấp về quanh 8 à, Lấp uh, ổn định rồi, à, nó phụ thuộc vào xu hướng thị trường, có thể là lấp về quanh 8 hoặc là 7, 7, 7.8 gì đó đó, rồi sau đó từ những cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta thu gom tiếp với mục tiêu break vùng 8.3 thì ngắm cản 10 đến cản 10 đến cản đầu tiên là cản 10 còn cản xa xa hơn thì có thể ngắm 11 đến 11.5 như vậy là cái target mục tiêu của Derry vẫn đang tương đối là tốt Ở nhóm ảnh diệt may thì có mã cổ phiếu VGT VGT hiện tại à, phiên này bắt đầu chạm phiên qua chạm kháng cự 13 phiên qua chạm kháng cự 13 thì phiên ngày hôm nay nó lại rơi lại à, hiện tại thì vgt đang tích lũy tốt ở vùng 1.5 đến biên 12 đó là những cái cơ sở rất là quan trọng để giúp cho vgt chúng ta kỳ vọng đánh vượt thoát vùng 13 để hướng lên target mục tiêu ở khoảng quanh vùng 15 tng phiên ngày hôm qua tiền dồn tương đối là tốt và phiên ngày hôm nay thì nó nhả cung nhẹ bởi vì sao bởi vì tng đang gặp cản 16.16.5 À, vùng 14 14.5 thì cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta thu gom rồi tuần tới thì chúng ta sẽ chờ đợi cái cái tín hiệu nhà cung Nhả à, nhà cung của cổ phiếu TNG khả năng thì nó cũng sẽ nhà cung theo thị trường thôi nó không thể một mình một một ngừa được đâu nó sẽ phải đi theo cái form chung và thị trường nhà cung uh, tích lũy ổn định xong thì như vậy là chúng ta sẽ tính đoán tiếp cái xu hướng <laughs> mục tiêu thì đang ngắm sơ sơ khoảng quanh vùng 21 đến khoảng vùng 22 ở nhóm ngành mía đường cũng khá là tốt, có mã cổ phiếu SBT cũng đã được khuyến nghị đầu tư. Các anh chị lưu ý ở đây là SBT thì hiện tại nó đang chỉnh cung kỹ thuật về khoảng quanh vùng 14, 14, 3. Đây là những cái vùng mục tiêu để chúng ta thu gom lại. đó Những cái phiên mà nó lên trên cao này thì không mua và chúng ta chờ đợi những cái điểm 14, 14, 3 ở đây. À, sâu sâu hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên điểm 10, 13, 3 đến khoảng 13, 13, 13, 13, 2 gì đấy, 13, 2 đến khoảng biên 13, 5. OK. Mã cổ phiếu LSS thì được phân tích sau à, Tuy nhiên thì cái cơ hội mà để cho LSS đi tiếp là khả năng theo quan điểm của thuật cùng là vẫn đang còn à, Sau khi nó break vùng 7.1 Vùng 7 đến vùng 7.1 thì khả năng là nó sẽ quay trở lại để nó test lại vùng 7 đến 7.1 ở đây Thì đấy sẽ là những cái thời điểm, những cái cơ hội để chúng ta à, góp nhặt lại và chúng ta chờ đợi đó Chúng ta cứ thu gom từ từ và cái điểm nghẽn kỹ thuật của cổ phiếu LSS là 8 break 8 với lực cầu đánh khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu phải 5 triệu cổ phiếu trên một phiên thì như vậy là đấy sẽ là một cái tín hiệu kỹ thuật rất là tốt của LSS và các anh chị lưu ý là đối với LSS thì cái đội là đội đội tạo lập đi chúng ta nói đội tạo lập chết tí nhầm mồm chết giờ đội tạo lập của nó đánh khá là tốt khi vào trend đấy các anh chị và đây cũng đang là những cái điểm theo quan điểm kỹ thuật cùng là vào trend ở vùng 7.1 à, nó tích lũy đây các anh chị này <laughs> Rồi nó kéo lên vùng 11 này Xong nó kéo lên vùng 13 Xong nó nó nhả cung lại ở khoảng quanh vùng 9 mấy đây này Rồi nó kéo tiếp một sóng thứ hai Thì đối với LSS ở đây nó bắt đầu nó chỉ vào sóng tăng một thôi Đó sóng tăng một này, sóng chỉnh hai này Vào sóng tăng 3 Và sóng tăng 3 này thì một cái sóng tăng cũng tương đối khỏe Và đó Đây thì nó bắt đầu vào sóng tăng một đây <laughs> đó thì đây cũng là ở đang vùng 7 7.1 đấy là cái vùng mà các anh chị có thể thu gom. Ok, một vài cái ý như vậy. Rồi ở bản tin tuần này thì Hùng sẽ dừng lại chúng ta sẽ chỉ phân tích những mã cổ phiếu như vậy Các anh chị còn quan tâm đến những mã cổ phiếu nào thì các anh chị có thể vui lòng comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần Thì Hùng Lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị à, Chúng ta sẽ quay uh, trở lại uh, bản tin tuần video số 163 được phát đi Thì uh, trong bản tin tuần video số 163 được phát đi thì ông Lê có phân tích uh, khá nhiều các cái yếu tố về mặt kỹ thuật của thị trường Đây là những cái ngoài cái bản tin tuần thì Hùng đã có tóm lược lại để cho các anh chị có thể đọc được Đọc được nắm được những cái ý chính Ở trong tuần thì nó có những cái yếu tố kỹ thuật như thế nào Thì trên trạc kỹ thuật M5 Chúng ta là trên trạc kỹ thuật M5 thì VN30 Và phá sinh sẽ đi ở trong biên khoảng 1075 đến biên 1100 ở trong trường hợp nếu mà phá biên dưới thì chủ đạo là trong tuần vừa qua thì Hùng chỉ quan tâm đến câu chuyện là nó phá biên dưới thôi bởi vì sao? Bởi vì tín hiệu thị trường thì nó không thực sự là lạc quan khi mà chúng ta phân tích bản tin tuần video số 163. VN30 sẽ ngắm về khoảng vùng 1075. Tức là sau khi mà bị bị thủng 1075 á thì sẽ phải đi về khoảng biên 1057 đến biên 1060. Và trên cái bản tin tuần video 163 cộng thì Hùng Lê cũng đã có những cái sự phân tích tín ông sẽ nói sau 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 cái câu này thì ông sẽ 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 nói đến cái câu chuyện đó thì chúng ta nhìn thấy đây đây là ba cái hỗ trợ kỹ thuật tuần mùng đã có đề cập đến với các anh chị trong bản tin phân tích tuần video số 163 thì đầu tiên chúng ta nói đến biên của chỉ số VN30 sẽ ở khoảng 1075 đến 1100 và đây ở suy phiên ngày thứ phiên ngày mùng 7 là suy sát kéo về vùng 100 và sau đó đạp sọt đó, thì nó lại về lại 1075 thủng vùng 1075 thì nó tiếp tục bám về biên đó, nó liên tục lấy lại ở quanh cái biên 1075 ở đây nó sideways và đến phiên giao dịch của ngày mùng 10 thì như vậy là đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì VN30 đã về đến cái biên thứ hai đó là biên 1057 đến biên 1060. Và kết phiên thì chỉ số VN30 chính thức bị rơi khỏi vùng hỗ trợ kỹ thuật 3 đó là biên 1047 đến vùng 1 10... không à đây 1050 xin lỗi cả nhà 1050 đến 1052 và VN30 đang có thiên hướng kỹ thuật bị mất ở vùng này và khi vn30 bị mất ở vùng này như vậy thì tuần tới khả năng nếu như thị trường khỏe thì nó sẽ có một cái lực hồi kỹ thuật nhẹ, lực hồi kỹ thuật nhẹ từ cái vùng 1048 này và nó hồi về lại khoảng quanh vùng 1057 đến khoảng vùng 1060, tức là nó hồi về cái điểm hỗ trợ hai của thị trường và sau đó nó sẽ tiếp tục quay trở lại test cung kỹ thuật lại ở vùng 1050 trong trường hợp lần này mà mất 1050 là căng này là đi luôn ấy, đi viện luôn là đi viện luôn trong trường hợp mất 1050 lần thứ hai thì nó sẽ về vùng 1040 và điểm sâu hơn mà chúng ta phải tính toán đối với chỉ số VN30 trong tuần tới đó là vùng 1030 đối với chỉ số VN30 F1M với chỉ số VN30 F1M thì các anh chị nhìn thấy đây đó là nó sẽ đi ở biên 1070 à, đến biên 1100 đây đó phiên ngày thứ hai chạm đây bật long suy soát lên 1100 và lại tiếp tục chạm 1070 đó và liên tục bám biên 1070 ở đây rồi và và khi mà biên 1070 ở đây các anh chị đây này chính là cái điểm cũng có phân tích ở đây bên 1070 bị mất thì nó sẽ đi về biên 2 là 1057 đến 1060 ở trong phiên ngày hôm nay thì phái sinh liên tục bám 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 biên biên này và nó có một cái cây nến đạp rất là mạnh ở cuối phiên như vậy là phái sinh về đến vùng hỗ trợ kỹ thuật 3 ở vùng 1047 và đóng cửa 1045 như vậy là tuần này thì phái sinh cũng đã chính thức bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật 3 1047 và nó cũng hoàn toàn tương tự trong một kịch bản lạc quan thì nó sẽ có một cái lực hồi kéo nhẹ về đây và nó kéo mắc lên được khoảng ở quanh 1057 1050 ở uh, 1060 và sau đó nó sẽ quay trở lại test lại 1047 1045 và trong trường hợp thủng 1045 thì nó sẽ đi về 1030 hoặc sâu hơn sẽ là 1020 đấy là một cái bản rất là xấu của thị trường nên là chúng ta lưu tâm đến có có nhiều trường hợp vào sang tuần tới là nó 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 tạo gáp giảm luôn đó tùy thuộc vào cái cái xu hướng ở đây nhưng nói chung là nếu nó không tạo gáp giảm thì nó sẽ có một gáp hồi ở đây và sau đó nó quay trở lại nó test và chúng ta lưu ý và khả năng cao thì vùng 1030 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh ở trong tuần tới đối với chỉ số VN index ở đây thì các anh chị lưu ý <laughs> À, trong kịch bản phân tích tuần thì cũng đã có đề cập đến à, cái biên à, của em này nó là ở vùng 10 mấy đây nhỉ 1070 in à, index sẽ đi ở biên 1070 đến một biên 1083 và thủng biên dưới thì chúng ta sẽ tính toán ở 1065 và dự kiến thì à, nó sẽ đi về 1050 đến khoảng vùng 1053 thì chúng ta sẽ nhìn lại ở trên index tuần Ok anh chị, ở đây là điểm uh, chúng ta bắt đầu ra bản tin video số 163 thì cũng có nói đến này. Thứ nhất đó là đầu tiên thì nó sẽ đi sideways ở biên 101070 đến vùng 1083. Đấy 1083 chính là cái điểm này các anh chị. Đó. Nó đi đến đường này và gần như trong tuần đấy chỉ có một điểm này vụt lên thôi, còn sau đó thì nó chỉ đi ở dưới cái biên này thôi. Thì khi mà uh, index bị thủng vùng 1070 thì chúng ta sẽ ngắm về vùng 1065. Đây 1065 chạm 1065 bật lên, chạm 1065 bật lên, chạm, chạm, chạm và đến phiên hôm qua thì chính thức là index mới bị tháo mất cái vùng 1065 và nó có cái điểm hồi của phiên ngày hôm nay. Tất nhiên điểm hồi này không bứt bứt lại được 1065. Chính vì vậy cái điểm hồi này và điểm hồi thứ hai đây cũng không bứt được 1065 nên là gì? Nó xuất hiện một cái cú đạp đằng sau đó và cú đạp rất là mạnh. Và tuần này thì index của chúng ta đang hướng về vùng 1050 đến khoảng vùng 1053. Đấy chính là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 2 của thị trường. Còn vùng hỗ trợ kỹ thuật 3 của thị trường ở đây là vùng 1040. Khả năng sẽ đi về tuần này, uh, sẽ đi về vùng 1040 đến khoảng vùng 1042. Thì cũng như cái kịch bản mà Phân Tích Hùng đã có phân tích vừa qua thì có thể là uh, phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó có một cái lực phục hồi nhẹ. nó sẽ có một cái lực phục hồi nhẹ ở đây từ cái vùng có thể là nó sẽ có khi khi chạm về vùng 1050 thì nó sẽ có một cái lực phục hồi nhẹ ở đây và nó mắc thì nó cũng sẽ kéo lên lại được ở khoảng quanh vùng 1063 đến khoảng vùng 1065 đây là vùng kháng cự ngắn và nó sẽ quay trở lại kiểm tra lần hai ở vùng 1050 trong trường hợp nếu như index chúng ta bị mất vùng 1050 mà nó xuất hiện một cái cây nến đỏ đặc đè như thế này À, trên trạc kỹ thuật mười năm à, hoặc là trên trạc kỹ thuật giờ đi trên trạc kỹ thuật giờ thì nó là chuẩn nhất đó trên trạc kỹ thuật giờ mà nó xuất hiện một cây nến giờ mà nó đè một nghìn năm như này thì đấy sẽ là một tín hiệu kỹ thuật rất là xấu đối với chỉ số vn index chính vậy nên là các anh chị hết sức lưu tâm đến kịch bản này và khi trường hợp bị index bị mất 1050 thì như vậy chúng ta sẽ ngắm về vùng 1040, 1042 và sâu hơn sẽ là vùng 1030 Như vậy là vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở quanh 1030 sẽ được tính toán đối với chỉ số VN Index còn ở vùng 1020. À đối với chỉ số phái sinh và chỉ số index thì chúng sẽ chờ thêm bởi vì phái sinh và index có thể có về bị nạp về vùng 1020. Đó. Thì căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật thực tế thì chúng sẽ phân tích thêm ở trong các cái bản điểm tin tuần. Và chúng ta sẽ quay lại ở trên bản tin video số 163 cộng nếu như các anh chị xem thì chúng ta cũng đã hiểu được cái ý đồ mà có phân tích đến ở đây tìm đây này khoảng tầm 15 giờ 20 phút ngày 6 tháng 2 tức là phiên giao dịch của ngày thứ hai kết thúc à, thì hùng lê sẽ có một số các anh chị em có hỏi hùng lê là thị trường như này đã chốt chưa đã tốt chưa thì hùng có phân tích cho các anh chị như sau thứ nhất là trên cái uh, chạc ngày thì bộ ba tham số chung của thị trường vẫn đang là uptrend là cái điểm thứ nhất trên uh, và cái điểm thứ hai là trên chạc uh, nhìn trên index ngày đây đây Hùng phân tích một cái điểm này rất là sâu này Rất là sâu mà các anh chị lưu ý này Cái này là nó sẽ khá là khó à, Cái lời thì Hùng uh, tạm thời là chúng ta sẽ phải nhìn lại ở Trên cái ký đồ nhé Thứ nhất đó là gì Thì chúng ta nhìn lại kịch bản là Từ ngày mùng 6 tháng 12 Cho đến ngày 20 tháng 12 Năm 2022 Thì tại thời điểm đó là Index đã xuất hiện một cái cây nến à, giảm điểm rất là mạnh và nó có 9 phiên giao dịch đây đây chính là cái ảnh mà mình chụp lại đây các anh chị đó sau một cây nến đạp mạnh thì index của chúng ta có 9 phiên giao dịch nó giao dịch ở trong một cái biên độ hẹp biên độ hẹp và đến ngày 20 tháng 12 thì index của chúng ta bị mất vùng hỗ trợ mạnh và bắt đầu xuất hiện một gì ạ một cây một cái nhịp đạp rất là mạnh và như vậy vô hình dung nếu như những anh chị em mà chúng ta đớp phải cái hàng nói chữ đớp nói ấy nhưng mà đúng thật là chúng ta vội vàng mà chúng ta vội vàng chúng ta lao vào chúng ta bắt đáy tại những cái thời điểm mà khi đó index đi sideways thì chắc chắn đến cái nhịp ở đây à, đến cái nhịp này thì các anh chị sẽ bị SL hết đó đến cái phiên giảm điểm này thì gần như nhà đầu tư không thể còn đủ kiên nhẫn để mà gì ạ để mà giữ lại cổ phiếu nó đâu và phiên liền sau đó thì nó bắt đầu nó phục hồi và nó có một cái nhịp tăng trở lại. Như vậy là gì? Như vậy là chúng ta chúng ta bị một cái sai lầm đó, nếu như chúng ta không tỉnh táo mà bắt đáy trước ngày 20 tháng 12 thì khả năng cao đến ngày 27 tháng 12 chính là một phiên nó đạp, nó đạp rất mạnh và phiên liền sau đó thì là nó kéo rất là nhanh. Nên là khi mà nhà đầu tư đã SL đã bán ở trong phiên ngày 27 tháng 12 thì chắc chắn là sẽ không đủ dũng cảm để mua lại trong phiên 28 29 tháng 12. Đấy là chắc chắn như vậy thì quan điểm kỹ thuật cùng lê là gì chúng ta phòng còn hơn chống cân nhắc được cái được và cái mất thì các anh chị hiểu vì sao là trong cái thời điểm này thì ông lê chủ đạo là dành thời gian để quan sát à, thị trường chung à, có mua thì có thể là lướt lát được ở những cái mã cổ phiếu ngắn ở à, trong danh mục của chúng ta đang có và hiện tại thì index của chúng ta cũng đang tích lũy một nhịp sau một cái phiên giảm mạnh và việc phòng trừ những cái kịch bản đạp mạnh của index Uh, lên thị trường là chúng ta cần phải tính toán đến ở trong những cái thời điểm hiện tại, ok các anh chị? Và như vậy thì chúng ta cũng quay trở lại trên biểu đồ index ngày ngày hôm nay thì chúng ta hiểu được cái ý đồ mà mình có phân tích, có đề cập đến như vậy. Đây các anh chị, đó. Đây các anh chị đó. Thì sau một cái điểm đây thì nó bắt đầu gì? Nó bắt đầu đi sideways và và cái điểm này này đấy chính là mấu chốt vấn đề. Các anh chị có nhìn thấy cái cái cây nến vùng vẽ đây đấy chính là vùng 1006 1068 1068 à, các anh chị đây hùng view to lên một tí nha đó để các anh chị nắm được cái ý đồ hùng đã phân tích cho các anh chị rất quan trọng các anh chị ạ. đấy là những cái gì mà kinh nghiệm xương máu đó, nó bị trả giá bằng rất nhiều thứ mà chúng ta mới có được đây các anh chị nhá thì khi mà kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì hùng đã có vẽ một cái hình tượng như này để các anh chị nắm được à như vậy là chúng ta đừng có đừng có vội mừng đừng có mừng đó chưa có cái gì là 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 mừng cả đâu đây cái hình ảnh đây đây hình ảnh đây đấy này đó anh chị đừng có vội mừng không phải như thế này là ngon rồi đâu đấy cái câu chuyện là khi nó bị mất cái mút nến ở dưới này tức là đấy nó đây vừa vẽ lại này đó chính là khoảng vùng 1067 nghìn đấy chuẩn là 1067 hình như thế đó 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 đó, đó. thì nó đi sideways và Cây nến này là một cây nến báo hiệu à sự mất đi của cái vùng một không vạc đến cây nến ngày hôm nay thì như vậy là gì? Nó bắt đầu hình thành cái mầm mống. Đó. Cái mầm mống của của cái gì ạ? À của cái hiện tượng này. Đó. Đó. nó bắt đầu hình thành cái mầm mống, tức là khi mà nó bị mất nó sau khi mà nó tích lũy ở đây này. Rồi và bắt đầu cây nến này nó bị mất. Đó, nến này thì gọi là chớp cháp, đấy cái nến này gọi là chớp cháp và cái nến này thì nó bị mất hẳn ở đây. Và sau cái nến bị mất hẳn ở đây thì bắt đầu nó gì ạ? Nó tung một cái nhịp. Nó tung một cái nhịp đến đây lói hết hàng. Như vậy thì nhịp này nó sẽ tung về đâu thì hiện tại là hùng chưa có nắm được. Nhưng ít nhất là chúng ta sẽ ngắm ở vùng 1030. Đó, ít nhất là 1030. Đó, ít nhất là 1030, khả năng là ở đây. Hoặc là cái điểm sâu hơn sẽ là 1020. Đấy thì hiện tại lồng đang thiên thiên về hai kịch bản như này, tất nhiên là gì, chúng ta có một quan điểm là gì phòng còn hơn chống, thì câu chuyện là ví dụ như nhỡ may tuần sau ấy mà index của chúng ta nó có tăng ầm ầm lên thế này, à, là có rất nhiều ông là ông vào ông chửi ấy, ông bảo cái thằng này nói phét, thằng này bốc phét, mẹ mày phân tích mẹ về một không hai không mà thị trường nó tăng lên một không năm không chẳng hạn ví dụ như thế một không sáu không thế thì mày ăn tục nói phét, thì uh, ông có chia sẻ với các anh chị như này này, câu chuyện là phòng hơn chống có nghĩa là gì như vậy là trong cái trạng thái hiện tại thì gần như hùng lên là tất cả những cái mã cổ phiếu à, khi mà index bị mất ở cái vùng à, vùng 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 cao thì tất cả những mã cổ phiếu lãi là chúng ta chốt rồi chúng ta chỉ cầm lại những mã cổ phiếu cùng lắm với những mã cổ phiếu kẹp hàng hoặc là hoặc là tỷ lệ mặc riêng chúng ta hạ xuống rồi thì như vậy chúng ta đang ở trong một ngưỡng an toàn trong trường hợp nếu như index bị đạp một cây nến như này à, thì chúng ta vẫn bình tĩnh chúng ta vẫn rất là ung dung còn trong trường hợp nếu như nhà đầu tư không chuẩn bị sẵn kịch bản xấu nhất của thị trường và chúng ta bị động giống như chúng ta đang 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 uh, đi chơi với một cô gái rất là đẹp mẹ tâm hồn nó đang mơ mộng lắm đi tự dưng đang ngước mặt lên trời xong tự dưng có thằng đi bên cạnh nó vả bốp phát vào mặt nó đổ đốm đốm thế là coi như không biết là cái gì ví dụ như vậy thế đúng không ạ nhưng mà nếu như chúng ta chuẩn bị sẵn à cái chỗ này nó rất nhiều cái thằng vớ va vớ bẩn đúng không ạ à, mình dẫn bạn gái mình đẹp rồi đi đến đây là coi như mình phải có chuẩn bị sẵn kịch bản nếu mà nó có vả phát thì mình làm gì ví dụ như thế đó, hoặc là sẵn uh, chuẩn bị sẵn ở trong trong người có uh, cái gậy cái gộc gì đấy mẹ mày, mày vả tao quay lại tao vả luôn. Ví dụ đấy là câu chuyện rất vui ở trong cuộc sống thì gì? Phân tích kỹ thuật Chúng Hùng chia sẻ lại với các anh chị đó là những cái gì trong quá khứ thì nó sẽ lặp lại trong tương lai. Và chúng ta dự báo, chúng ta dựa vào những cái tín hiệu kỹ thuật uh, hiện tại của thị trường, hiện tại của cổ phiếu để chúng ta tiên lượng một cái yếu tố trong tương lai. Và và cái xác suất nó đạt được nếu người nào giỏi Người nào giỏi thì thì khả năng đạt được khoảng tầm 70% đến 80% là 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 xuất sắc gọi là xuất thần. Còn lại nếu như chúng ta đạt được khoảng khoảng à, à, đâu đó khoảng 50 60% như vậy chúng ta đã thắng rất là lớn rồi, chúng ta thành công rất là lớn rồi. À, không ai nói tài nói giỏi được ở trên thị trường chứng khoán. Quan trọng của chúng ta có cái sự đam mê, à, có cái sự chia sẻ và có cái sự học tập. À, và và chúng ta đi ở trong những cái đội nhóm, trong những cái tập thể để chúng ta À, có thêm à, những cái phân tích kỹ thuật có thêm những cái phân tích hay à, để chúng ta nắm được à, những cái xu hướng của thị trường đó là điều quan trọng nhất à, mà hùng gửi gắm đến à, anh chị em cộng đồng nhà đầu tư à, bản tin tuần này thì hùng làm tương đối là sớm vì hùng có việc và à, kính chúc à, quý anh chị nhà đầu tư có hai ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và chúng ta à, tái tạo lại năng lượng chúng ta à, xem lại những gì chúng ta đang có và chúng ta cần phải điều chỉnh những cái kịch bản gì để chúng ta đối phó đến đối phó với thị trường trong cái tuần giao dịch tiếp theo video tuần bản tin số 164 trăm thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo tất cả các mã cổ phiếu chưa được phân tích các anh chị quan tâm có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần hùng lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị trong những cái góc nhìn tốt nhất tối ưu nhất của cá nhân hùng lê xin chào và hẹn gặp lại.